Ok, hello, chào mọi người. Chào mọi người đến với Neighbor from Hell. Mà có lẽ những anh chị mà 9x 8x rồi cũng có lẽ sẽ biết. Đấy, nhìn cái nhạc với cái hình nền này quen đúng không? Rất là hay. Trò này trước đây mình ghiền lắm, chơi rất là nhiều. Ok, thì chúng ta sẽ bắt đầu vào Season 1. Thì ở đây mấy cái màn phía sau này nó bị khóa 50.000 nhá. Và trước tiên cho những ai chưa biết trò này, chơi những màn hướng dẫn. First step, những bước đi đầu tiên. Ok, load vào màn nào. Chào mừng đến với Neighbor from Hell, chương trình ông hàng xóm đến từ địa ngục. Tôi là Joe, okay, ông đạo diễn. Tôi là đạo diễn Joe. Ok, trong 3 tập tiếp theo, bạn sẽ học cách để giúp Woody là thanh niên này nè, cái người hùng của cái chương trình này, sử dụng những cái trick, những cái trò hề của anh này á, để mà làm chọc tức cái ông hàng xóm. Để đưa cho Woody mệnh lệnh thì bạn cần phải chạm vào cái chỗ hoặc là cái vật bạn muốn đến. Bây giờ hãy làm cho Woody action này. Deadline. Đấy, mình phải bấm vào. Mình sẽ bấm vào cái chỗ đấy để mình đi. Đấy, giờ đi qua cánh cửa. Đấy, chạm vào cánh cửa để đi qua. Xong qua bên này. Đấy, đây rồi. Nhưng bạn thấy ở khúc giữa này, ngay giữa màn hình đó chính là cánh cửa thông phòng qua. Còn ở đây, cái cánh cửa chính giữa màn hình ấy thì đó là cửa để mà đi xuống trên, đi lên đi xuống. Đấy, đi qua C nào. Ok, đi ra ngoài. Thường thì đối với những màn chơi khác, đi ra ngoài đồng nghĩa với việc bạn thoát màn chơi, bạn không chơi nữa. Đấy, 100%. Ok, và mình sẽ thiết lập một cái thứ để cho các bạn xem một thứ hay hơn. Chờ mình chút. Ok, và như các bạn thấy trên màn hình, chính là mình đã hiện điểm mình chạm. Và tiếp theo chúng ta sẽ tới với màn thứ hai. Cái gì vậy, mình bấm chạm vào chỗ nào. Đây, chúng ta hãy bấm vào mà nó dướng cái logo mình bấm không được. TV Neighbor from Hell in Onward and Upward. Ok, chào show đây. Lần này tôi sẽ giải thích cho bạn những cái thứ mà Woody có thể làm. Trong bất kỳ tập nào, bạn có thể làm cho Woody nhìn vào những cái vật quan trọng bằng cách chạm vào cái vật đó. Chạm vào. The plant smell nice. Cái cây này có mùi thơm. Tốt. Bạn thường hay sử dụng những cái vật dụng hữu ích trong cái tủ, cái rương hoặc là cái ngăn kéo, hoặc là những cái thứ khác, cái đồ nội thất khác. Tất cả những cái vật, ok, lỗi nhỏ nhỏ không có gì. Những cái đồ vật bạn tìm được sẽ được tự động đặt vào trong cái inventory đã nằm dưới này nè, cái thanh này đây. Đấy. Ở nằm phía dưới màn hình đó. Bây giờ hãy chạm vào cái chest of drawer, một cái ngăn kéo, và làm cho Woody mở chúng và nhìn vào bên trong coi có thứ gì ở trong đó. Nhìn vào, chúng ta có cái dép và một cái túi cu li. Ok, tuyệt vời. Woody đã tìm thấy những thứ gì đó. Hãy chạm vào vật và chờ một chút thì nó sẽ bạn sẽ được một cái gọi là hiểu biết hơn về chúng. Đây, thì chạm vào, nó sẽ hiện lên. This marker pen for decorating the picture on the first floor.
Rồi thì cái viết này nó sẽ giúp cho bạn một phần, nó cũng sẽ giúp cho bạn là biết bạn cần phải làm gì. Đây, bấm lên, bấm cái viết và bấm vào cái bức tranh. Đấy, vẽ đẹp vãi nồi. Tuyệt vời. Đấy, và chúng ta hãy nhìn xem mình đã cài cho cái cam này để nó theo dõi ông hàng xóm. Ông bị troll. Đấy, bây giờ ông hàng xóm này ông bị tức tức lên rồi. Đấy. Đây ai. Cái này đặt lên đây. You mobile with... Đó, rồi rồi xuống ngay, xuống ngay. Xuống ngay ổng lên kìa. Đặt qua phần 1 này đi. Floor này không được hả? Floor này không chịu. Ok, thì mình sẽ phải sử dụng với floor này thôi. Ok. Xuống dưới này và chờ. Chờ cho tới khi ổng bị troll. Đấy, hiện cam lên rồi. Và tẻ. Trò nào đó vui lắm. Giờ cũng thấy mình vui. Cảm giác thật là tuyệt vời. Ok. Tuyệt vời. Trick 2 trên 2. Được đánh giá 100%. Viewer rating. Ok, và chúng ta hãy cùng nhau đến với màn tutorial thứ 3. Expert moves. Những bước di chuyển gọi là thành thạo của những người chuyên gia. TV Neighbor from Hell. Chương trình hàng xóm đến từ địa ngục. Tập những bước di chuyển thành thạo. Chào. Trong Ồ chào chào chào. Đây thì nó có cái con chó. Thì khi mà con chó nó sủa, con chó chỉ sủa khi mà các bạn bước đi gần nó thôi thì nó sẽ sủa. Và khi nó sủa nó sẽ kéo các ông hàng xóm lại rất là nhanh. Hàng xóm sẽ chạy cực kỳ nhanh tới con chó. Đấy. Thì cái nút sneak thì bình thường bạn di chuyển như này, con chó nó sẽ nghe được và nó sẽ sủa. Khi bạn bấm vào cái nút này, này này, đấy, đấy, khi nó hiện lên như vậy, Woody sẽ di chuyển rất nhẹ và con chó sẽ không biết, nó sẽ không sủa được mình. Marble. Bấm cái này. Bình tĩnh, bình tĩnh, bấm cái này. Đấy. Woody sẽ di chuyển chậm chậm nhẹ nhàng. Đấy, khiến cho con chó không biết được. Rồi, ok, di chuyển nhẹ nhàng xuống. Nhón gót rồi. Ok. Và nó cho bạn một cái tủ. Một cái tủ này cho Woody có thể trốn vào được. Khi đấy ông hàng xóm này không sẽ không tìm được Woody. Đấy. Hàng xóm vẫn đi. Đấy, thoải mái. Thì trong cái bản full version nó sẽ có nhiều thứ hơn để mà bạn trốn. Kiểu như trốn dưới gầm giường đó. Thì trong bản full nó sẽ có. Bạn đã chơi bản full trên máy tính rồi. Hay lắm. Đây, ok, hôm nay cũng kết thúc. Bản full này nó có nhiều thứ lắm. Đây, hết cái season 1 này nó còn xuống đây. Có lên cái lầu rồi còn xuống dưới tầng hầm nữa kia. Hay lắm cơ. Ok, chúng ta bắt đầu. Nhà lúc đó nhà ông đang xây, bây giờ nhà ông đã xây được rồi. Thì chúng ta sẽ chơi nào. Để cùng nhau cho nổng một cách thật sự. Chứ không phải là hướng dẫn giới thiệu nãy giờ nữa đâu. TV. Mình hai chữ hai bên đọc không được. Hàng xóm đến từ địa ngục trong tập cú tròn đầu tiên. The First Trick. Đấy, thì bạn sẽ thấy ở đây ông trên cái đầu ông hàng xóm nó hiện cái giống gì lên á, thì ông sẽ đang có ý định làm cái việc đó. Ông đang hiện lên cái sofa, nghĩa là ông đang ngồi sofa xem TV. Đấy. Này có gì không? Mình có tới 4 cái trick bên phải, bạn nhìn thấy đây, cái trick này là 4 cái nè. Mình sẽ có 4 trick để làm trong ngày hôm nay. Đấy, bây giờ ông đang đi qua, ông đang ngắm gái. Ngắm gái thì ở đây có cái ống nhòm ngay tay mình đấy. Ông sẽ nhìn qua bên gái. Và khi đấy mình sẽ đi lên lầu 2. Bấm vào cái whoopee này, ông ngồi lên đây, kiểu như cái túi xì hơi á. Và bấm vào cái truyền hình để mà thắt nơ cái anten lại. Rồi bấm qua đây cho Woody đi qua đây cái đã. Đấy. Khi mà ông tức giận, ông sẽ được một đồng tiền ở đây, bên phải này. Đấy. Khi bạn được trick thì bạn sẽ được càng nhiều điểm nữa. Kiểu như là liên tục quá. Đấy, đâu đi thêm nữa. Cái này nha,
vô đây. Đi lẹ đi lẹ, không ngờ bị bắt. Bị bắt là có chuyện á. Đấy, bà nhìn thấy. Hả? Hả? Thêm cái nữa. Thì ở trên này nó sẽ có một cái cúp cho bạn như là combo ấy. Bạn được combo nhiều nhiều thì bạn sẽ được nhiều điểm hơn. Để đánh giá phần trăm của những khán giả xem đài. Thì đây chính là một cái chương trình TV. Cái game này là một cái chương trình TV á, cho khán giả xem đài người ta xem. Đấy. Và những cái trick có thể lặp lại, như là cái trick với cái anten đấy là có thể lặp lại. Có thể làm nhiều thứ, nhiều nhiều lần chứ. Rồi, còn bây giờ thì mình sẽ dùng cái keo này dán vào cái ống nhòm. Cho ống gọi là nhìn gái xong nhìn luôn đi. Rồi nhìn một cái khoảng cách rất là xa nhưng ông cũng thấy rất gần. Rồi, vào trốn trong tủ cho nó an toàn. Mình bây giờ chỉ còn xem ổng nữa thôi. Game này hả? Đây bạn thấy này, cái cửa ngay tay mình đó là cửa đi lên lầu trên. Nên cái cửa này nữa là đi xuống dưới. Ôi trời trời trời, bước vào đây. Rồi ok, tay cùng ngắm ông hàng xóm nè. Đây, ngắm. Ơi ngắm. Ơi ăn xinh quá. Rồi ôi rồi rồi thôi. Khỏi lấy ra luôn á. Cho cái tật chấm gái. Xong rồi dục thẳng xuống dưới đất luôn. Thế 99% à. Phải trích nhiều một lần thì nó mới được 100%. Ok. Đây bạn thấy 100% nó sẽ có vòng tròn. Còn nó 99% hoặc đã hoàn thành một lần hay là sao đấy thì nó sẽ có một cái tích thôi chứ không có vòng tròn. Chúng ta hãy tới TV Afternoon. Xem TV vào buổi chiều. Nó có thời gian giới hạn ở đây ha. Bạn có thể tắt được phần thời gian giới hạn đó ở option này. Và đây time limit. Tắt đi nhưng mình không. Mình để đấy. Time limit nó mới khó. Không có time limit nó easy quá. TV. Hàng xóm đến từ địa ngục. Tập và xem TV vào buổi chiều. TV ngày chiều. Ok. Việc đầu tiên luôn luôn là khám phá cái này trước. Trong lần này hình như ổng đúng rồi, ổng uống bia. Thì ổng uống bia mình sẽ làm dưới này. Đây bạn thấy đây, mình sẽ bắt đầu lấy cái cuộn giấy vệ sinh ra và bỏ vào cái bồn vệ sinh cho nó làm tắc nghẽn đấy. Đây, cái cabinet này thì hình như là mỗi cái nhà đều có một cái gọi là ngăn thuốc đó. Cái tủ thuốc treo lên tường vậy đó. Đấy. Thì lên. Màn này nó có phần cưa ghế cưa mát lâu luôn các bạn. Cửa mắt lâu luôn. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái thuốc này. Này, vào bia. Kiểu như là thuốc tiêu chảy á. Trứng, kẹp bom. Lẹ. Ok. Vào tủ núp. Màn này có tới 6 trick lận. Hai cái trick trên kia, hai trick bên này, hai trick ở dưới. Ủa, đâu cái trick mới nhỉ? Đúng không ta? Nếu mình tính đúng. Đấy. Bật cái màn cái lò vi sóng của ông bị mình đập bể trứng lên rồi té cho dơ lên đấy. Giờ bia đã có thuốc sổ. Thuốc sổ lãi hiệu con lãi. Tiêu chảy mỗi ngày. Mỗi ngày 3 viên bạn sẽ hết tiêu chảy, bạn chỉ chuyển sang táo bón. Rồi kiết lị luôn. Rồi đấy, đấy, đau bụng rồi đó. Rồi đó. Rồi. Khác. Ông đang bị đau bụng. Nó bị đau bụng nữa, nó không chú ý tới mình. Tóm lại, một lần nữa, ông bị tức do cái vụ mà mình bỏ giấy vệ sinh vào đấy. Ông phải dọn trước rồi mà, ông mới đi vệ sinh được. Đấy, bộ mà cưa ghế thì mát lâu luôn các bạn. Nó chạy, cái số nó chạy mát lâu luôn. Bực mình thêm cái nữa. Rồi, bắt đầu làm quan dây TV cái. Bước lại đây coi. Rồi ông đi đâu? Rồi ông đi lấy bia trước hay ông đi lên? Ông đi lấy bia. Ông đi lấy bia, mình qua đây trước, từ từ xuống. Canh ổng nè. Phải canh ổng. Ông đi lên thì mình xuống. Nấp vào trong tủ. Thế cơ mà ổng vẫn tiếp tục uống bia cơ. Đấy, thầy cùng nhau xem ổng đi. Và bên này, và giật mình. Ê, cái tivi nhà tao bị như nào? Thằng nào? Tivi này cũng vui, có thể lặp lại được, theo mình nhớ là vậy. Và cái gì đó?
vãi nồi, thằng nào cưa chân ghế tao. Hay lắm chứ. Ok, 100%. Và màn tiếp theo mình có thể chơi, đó chính là Birthday Surprise, bất ngờ ngày sinh nhật. Mình làm biến dịch cái phần dưới đây lắm, mà dịch nó tốn thời gian nữa. Bạn nào muốn dịch thì cứ post lại mà dịch ha. Hàng xóm đến từ địa ngục. Trong tập và bất ngờ ngày sinh nhật. Đây, mình sẽ vào đây trước. Thì trong tập này ông sẽ đi lấy cái đấy. Rồi ông đi qua bên này. Rồi ông đi đây làm bánh kem, ông tự ăn sinh nhật mình. Mình sẽ lấy cái này là cái này cái gì? Quên tên rồi. Xà bông. Xong rồi lấy cuộn giấy, ông xuống đọc thư nè. Đó là cái lần duy nhất ông xuống dưới này đọc thư. Thì trước hết mình sẽ dùng cuộn giấy vào cái bồn vệ sinh và đặt cái kia xuống. Cái xà bông xuống, cục xà bông xuống dưới, ông sẽ trượt chân té. Dưới này ông sẽ bị hai cái trick. Trên này không có. Đôi khi một số cái nó sẽ không có. Và trong màn này thì cái vụ mà cái phòng ở trên này là phòng an toàn nhất. Mình biết là vậy. Hai thứ còn lại sẽ ở đây. À, hình như màn này là 6 trick hả? Đi lên, qua bên lấy cái trứng gà. Nhanh nào. Mình mới làm được 3 trick hả? Còn 3 trick. Cứ từ từ, mình cứ làm từ từ. Mình tính coi cái nào trước ta. Quá nhanh, quá nhanh, quá nhanh. Nổ trước. Mình sẽ cho nổ trước. Rồi xuống dưới. Xuống dưới này, xuống dưới trước. Xuống dưới để set cái trap ở dưới này trước. Mouse trap nè. Và cái tủ thư. Đây. Và xong ta sẽ lên và đặt cái này lên trên cái này là pháo bông. Cho ông đốt đèn cầy bằng pháo bông luôn. Ông này chơi sang. Và bắt đầu này, 4 cái trick liên tục nè. Cái trò này cũng vui. Đấy, qua nữa. Thằng nào dễ cho mất kinh. Nãy mình đặt cái bẫy chuột ở trong cái thùng thư ấy. Ông không thấy, ông cứ mò vào và phục một cái bài mất con tay. Không có bài. Rồi tiếp theo. Đấy, tại sao không, đừng đi xuống. Té đập mặt một thêm cái nữa, thêm một đồng tiền và rồi, ok ông xuống nhìn tiếp qua phòng bên này cho an toàn. Vừa dọn dẹp xong quay qua nhìn đếp mớ hắn na bỏ chén cầu bông cầu. Thế là xong. Sao còn một trick nữa là hết. Ok, ông lấy băng cá nhân, ông băng tài ông lại do ông bị chuột kẹp. Đấy, và còn một trick cuối cùng nữa, chắc không kịp cái cây angry của ông bên trái này ha. Ok, khả năng màn này không được 100 á. Và ông đặt pháo bông lên, ông đốt bùm. Trăm phần trăm. Ok, đó chính là tất cả những thứ mà mình có thể chơi được trong cái bản free version ấy. Đây, còn những màn còn lại, cho dù của season nào cũng vậy, sẽ phải mua nha. Full version 50.000 nha. Thì ok, nó còn season 2 nữa, nhưng mà tập này sẽ dừng lại tại đây. Nếu mọi người thích video của mình thì nhớ like, share giúp mình làm tiếng hơn, đó chứ là động lực cực kỳ lớn cho mình làm những video tiếp theo hay hơn ấy. Ok, bye bye mọi người. Một bán gaming. Chào tạm biệt tất cả mọi người. Bye bye. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you